sẻ của đề nhà có nhớ không ạ? Con đường Tức tôi là đi, nội dung từ đây bạn cũng đi. Con đường tôi đi, bạn có thể đi. Con đường tôi đi bạn có thể đi. Vâng. Ai còn nhớ cái buổi hôm đầu tiên Lý chia sẻ cái chuyên đề này không ạ? Là cái gì ạ? À, chúng ta có thể giơ tay. Thầy hoàn cho mình cái cơ hót đi cái. Hôm trước là chúng ta đang nghiên cứu. Và hôm trước chúng ta đang nghiên cứu cái gì ạ? Cả nhà còn nhớ, mình có thể nói ạ. Ai Dung Phong ạ? Cả nhà thấy cái buổi hôm trước Lý chia sẻ có hay không ạ? Có hữu ích không ạ? Cả nhà có thấy hôm trước có hay không ạ? Cả nhà ơi. Cả nhà có thấy hôm trước hay không ạ? Mình muốn giao lưu với lại cả nhà chút nhỉ? Thầy Tọa, thầy Hoàn có thấy ai ai có cánh tay nào giơ tay không ạ? Vâng, em chưa, xin mời cô Mine đi ạ. Chúng ta có nhớ buổi hôm trước chia sẻ cái gì không ạ? Chúng ta còn nhớ cái này không ạ? Hôm trước là chúng ta đang chia sẻ về ba điều quan trọng để khởi sự bất cứ một cái điều gì ạ? Đúng ạ. Đúng ạ. Vâng. Hôm đấy là ta đang chia sẻ cái này. À, tại sao mà chúng ta lại phải cần nhớ lại những cái bài mà chúng ta đã được lĩnh hội. Chúng ta đã được thưởng thức ạ. Chúng ta đã được hưởng thụ những tri thức đó. Thường ấy, cuộc đời của con người của chúng ta ấy, trải qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống. Và chúng ta rút rất nhiều bài học của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được bài học của cuộc đời ấy, thì chúng ta rất muốn là ta phải thay đổi thế giới. Ta phải giúp cho những cái người khác ấy, biết những cái điều này nhanh để khỏi khổ như chúng ta, có đúng không ạ? Đúng vậy ạ. Vâng. Tức là ta mong ước là khi ta đã trải qua những cái thăng trầm, và có rất nhiều người khi trải qua thăng trầm thì bắt đầu nói rằng là à đúng rồi, cuộc đời là bể khổ. Có ai nghĩ là cuộc đời là bể khổ không ạ? Không ạ. À, đúng rồi. Cuộc đời thực chất là nó không đẹp, à nó không khổ. Cuộc đời của nó rất đẹp. Ví dụ như bông hoa sinh ra nó là đẹp rồi. Nó là hoa đỏ, nó là hoa màu trắng. Nhưng mà chúng ta lại muốn là nó màu đỏ. Cho nên là cái mong muốn của chúng ta mà không được như ý là nó sẽ đau khổ. Cho nên là cái đau khổ là do chúng ta tạo ra chứ không phải là do cuộc sống. Cuộc đời rất là đẹp. Thế thì khi mà con người ta đã trải qua rất nhiều những cái khổ đau trong cuộc sống này, thực ra là họ rút ra cái bài học trong cuộc sống. Và họ thậm chí họ muốn là bảo con cái họ là không được như thế này, không được như thế kia. Và hôm trước ấy thì Lý có đến một cái trường mầm non. Lý thấy là cái trường mầm non ấy đang cho trẻ em mầm non ngồi thiền ạ. Ngồi thiền có nghĩa là thế nào ạ? Là quay về bên trong. Và có nghĩa là bảo học sinh là đừng nghịch ngợm nữa. À, không chạy nhảy, không
tức là không muốn cho chúng nó chạy nhảy nhiều, à, và chúng nó phải đi đứng chánh niệm. Vì chúng ta đi học chánh niệm mà, chúng ta cũng tập thiền đi rồi thiền đứng, thế là cũng lấy cái bài học đấy, chúng ta thấy rất là nguy hiểm không ạ? Thế là giống như là con bướm ấy, nó ở trong kén vùng vẫy để nó ra, thì ta dùng cái dao chúng ta gì, chúng ta cắt cái con kén, cái bao bọc ở bên ngoài và làm con bướm nó thoát ra, thì con bướm nó không sống được và nó làm sao, nó chết. Cho nên là chúng ta học được cái bài học của cuộc đời đó, nhưng mà chúng ta phải có nghiệp vụ sư phạm để chúng ta biến cái bài của chúng ta dạy cho cái thế hệ sau, chứ không phải ai cũng có thể trở thành giáo viên được. Tất nhiên là họ cũng là giáo viên, nhưng mà để giáo viên mà được công nhận hoặc là được nhà nước công nhận là họ phải có những cái nghiệp vụ và những cái học rất là nhiều về tâm lý lứa tuổi để người ta phải dạy như thế nào cho nó đúng. Thế thì hôm trước là tôi có nói về cái chuyên đề là ba điều quan trọng để khởi sự bất cứ điều gì. Có nghĩa là bao nhiêu người ta đã trải qua rất khó khăn rồi. Người ta khởi sự, người ta đã khởi sự công ty và người ta phải trả giá cho cái sự sụp đổ của công ty đó. Người ta khởi sự rất nhiều việc và người ta phải trả giá cho tiền bạc là trả giá ít nhất ạ. Trả giá sức lực rồi trả rất nhiều thứ. Thế ta không muốn là các con cái mình nó bị như thế, thì giống như ta đi trên một con đường, chúng ta lên một cái dốc, lên một con đường mà chúng ta biết ở đó có những gì ạ? Những cái chỗ nào là ổ voi, ổ chuột, ổ gà đấy, chúng ổ gà, ổ chuột đấy, thì ta sẽ có thể là lấp đi, hoặc là thấy những cái chỗ nào nguy hiểm thì chúng ta sẽ cảnh báo và chúng ta sẽ giúp cho con cháu mình có cái công thức, có cái đường đi. Còn đi hay không là tùy nó thôi. Con đường tôi đi bạn có thể đi, họ đi hay không là ở họ, đúng không ạ? Thế thì ba cái điều quan trọng khởi sự nên cái bất cứ cái điều gì để chúng ta không phải trả giá là chúng ta phải có, là cái con đường thứ nhất là cái tâm, anh phải có tâm tài lực. Cái tâm anh phải là giúp người. Tại sao phải giúp người? Bởi vì chúng ta thành tựu như thế này là chúng ta được sự giúp đỡ của rất nhiều người, là giúp đỡ của cha mẹ để sinh ra ta. Phải có người sinh ra ta chứ. Và tất cả những thầy cô giáo đã giúp ta trên con đời trưởng thành, từ cô giáo mầm non, rồi tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học. Xin lỗi cả nhà, có nghe rõ Lý nói không ạ? Có ạ, nghe rất rõ ạ. Thì chúng ta được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, nhưng các thầy cô giáo chỉ giúp chúng ta đến khi 18 tuổi thôi ạ. Và cái kiến thức trong trường đời nó khoảng tầm 20%, có người bảo 5-15% thôi. Còn lại là khi ra cuộc đời chúng ta phải học rất nhiều thầy cô giáo trong cuộc đời. Và tất cả những cái người, những cái sự vật hiện tượng đến với mình đều rút ra bài học. Và chúng ta đã nghe câu kể chuyện là có một cái nhà, người ta có nhà một thiền sư ấy, muốn nói với lại cái sư phụ của mình rằng là: thưa thầy, con học thầy nhiều và sau này mà thầy khuất núi thì cũng con không biết hỏi ai. Nhưng bây giờ chúng con hỏi luôn thầy là: thầy ơi, thầy của thầy là ai? Thế thì cái câu chuyện mà đã có lần Lý kể đấy, là cái thầy của cái người thầy đấy là gì? Là cô Trương Huyền kể chuyện ấy. Một là người thầy là con chó, hai là người thầy của ai thì cô Mi Lê nghĩ không ạ? Nhớ không ạ? Quên rồi ạ. Thầy của con chó và có ba người thầy. Hôm nào đấy sẽ kể lại cái câu chuyện của cô Trương Huyền, bởi vì hôm nay sẽ không còn thời gian. Thế thì tất cả những người thầy gặp ở trên cuộc đời của mình giúp mình. Để cái câu chuyện là cái người thầy của tôi là có ba người thầy và trong đó có một người thầy là con chó ấy, là như này, nó nhìn thấy con cái người ta nhìn thấy cái con chó nhà thiền sư ấy, hỏi sư phụ là thầy của thầy là ai, thì sư phụ bảo người thầy của ta là một con chó, người đầu thầy đầu tiên là con chó. Thì khi mà nhà sư đấy đi
và gặp cái con chó nó soi mình trên dòng nước. Và con chó nó nhìn ở dưới nước một con chó khác và nó sợ, nhưng nó lại rất là khát nước. Nó khát nước lắm rồi. Nó khát lắm. Và nó rất sợ con chó, nó không dám uống nước. Thế nhưng về sau thì nó lấy sức hết sức bình sinh, nó nhào xuống nó uống nước. Nó uống nước. Nó không sợ nữa. Vậy thì bài học của ta là con chó, có nghĩa là người thầy đầu tiên của ta chính là người thầy, là chính mình. Khi mà vượt qua người thầy chính mình đấy là ta đã chiến thắng. Đấy là một cái câu chuyện là người thầy. Thế và cái tâm của chúng ta phải thấu suốt. Thấu suốt là thế nào? Chúng ta hiểu con người như thế nào? Chúng ta hiểu ta như thế nào? Thì chúng ta mới cái thấu suốt được là giúp chúng ta có những cái bài học cuộc đời đó. Ta phải thấu suốt. Hôm trước Lý có nói cái chuyện là ta muốn là ta đói, ta muốn đi ăn cơm. Xin lỗi cho Lý lấy cốc nước. Ta mong muốn là ta đói, ta thấy là ta cái nhu cầu của chúng ta là muốn ăn cơm, muốn ăn một cái gì đó vào trong bụng cho nó no. Thì ta phải làm gì ạ? Ta phải có nguyện vọng chính đáng, rồi ta phải hành động. Nếu mà ta đói nhưng mà ta cứ nằm trên giường, ta không làm cái gì, ta không có cái gì ăn cả, ta phải đi thực hiện. Và cái thứ hai là chúng ta phải nhất tâm về cái thực hiện đó. Ví dụ đi nấu cơm mà ta lại đang đun nước mà chưa sôi chúng ta đã dừng lại, thì nó không thể có cơm ăn, không có thể có rau luộc được. Và ta phải hiểu rõ về nó, thấu suốt về cái việc nấu đó. Nếu không thấu suốt thì ta phải lên mạng ta tra cái món này nấu như thế nào. Thế thì ta phải thấu suốt nó. Cái tiếp theo là về cái yếu tố tài. Về tài năng thì chúng ta phải sao ạ? Một là tài năng của bản thân. Còn nếu không có tài năng đủ của bản thân ấy, thì chúng ta phải mượn sức. Ví dụ như Viên Minh ấy, một mình Lý làm sao làm được. Và chúng ta phải mượn sức của rất nhiều các giáo viên, và chính là cộng đồng giáo viên. Cái cộng đồng này không xây dựng hình ảnh của ai mà chính là hình ảnh của giáo viên. Cái tiếp theo là tiền tài. Tài thì thực ra là nó có bốn loại tiền. À, tiền ấy, nó có bốn loại tiền. Là tiền tệ. Chúng ta có nghe thấy tiền tệ không ạ? Dính tới tiền là nó có điều tệ, nhiều cái điều tệ đến với mình. Rồi tiền bạc, rồi tiền tài, rồi tiền tình. Chúng ta sẽ nghiên cứu ở đây là tiền tài. Đấy, người có tài năng người ta sẽ có tiền tài, tiền. Tiếp theo là về sức lực, chúng ta phải có sức khỏe và có mối quan hệ. Đấy. Thì đây là cái gọi là một cái kiềng ba chân, thì đây là cái một kiềng. Và cái kiềng tiếp theo ấy là cái kiềng chúng ta sẽ làm lâu, làm lớn và làm lành. Hôm trước thì Lý có nói là chúng ta phải làm lâu. Lý có dùng tự phải. Thực ra đấy là cái phải là cái mà mình nói thế thôi, chứ còn nếu mà ép mình bằng chữ phải thì nó giống như ép mình thì nó lại không tốt. Mà ở đây mình sẽ dùng từ nên hoặc là cần phải làm lâu, cần phải làm lớn và cần phải làm lành. Thì cái làm lành ấy, cái làm lành đấy thì nó có nghĩa là thế nào? Làm lành nó có nghĩa là thế nào? Theo các thầy cô hiểu làm lành nó thế nghĩa là thế nào? Chúng ta còn hiểu làm lành là thế nào? Làm lành ở đây là tâm lành, là thân lành và cả ngôn lành. Ngôn là những cái lời nói lành, chứ đừng nói những lời nói dữ. Thế thì đấy là hai cái kiềng. Thế và cái kiềng hôm nay là buổi của chúng ta sẽ nói về cái kiềng thứ ba. Đấy, nhưng mà trước khi mà đến cái kiềng thứ ba ấy, thì chúng ta phải hình dung là khi mà chúng ta chuẩn bị khởi sự, chúng ta chuẩn bị những cái điều này, rồi chúng ta trong tâm trí của chúng ta phải có những cái điều này, nhưng mà chúng ta phải quảng bá ra, nói cho mọi người biết là tôi đang làm cái này, tôi đang làm cái này. Cho nên là Viên Minh sẽ có những cái quảng bá, ví dụ như là quảng bá vừa rồi Lý có nói đấy, hôm trước là phải quảng bá ra bằng những cái video, bởi vì không phải là lúc nào mình cũng đứng lên mình nói như thế này, mà mình phải quảng bá bằng những cái thước phim, đó là phim phóng sự. Thì khi phóng sự cho mọi người biết là à tôi đang làm cái này đó. Bởi vì nếu như mà quảng bá mà lại làm cho bản thân thôi ạ, thì chỉ có nguồn lực từ bản thân ạ. Nhưng nếu mà
quảng bá ra là cái dự án của mình làm cho xã hội thì nguồn lực của cả xã hội sẽ cùng chung tay. Cho nên cái việc tiếp theo là ta phải quảng bá ra. Ta làm cái lợi ích giúp người này là giúp người như thế nào? Cụ thể nó ra. Đấy. Tôi cụ thể nó ra. Cụ thể nó ra. Thì cái giúp người của Lý là như thế nào? Là cụ thể ra. Có nghĩa là dựa vào cái nguồn lực của giáo viên sau khi thấu suốt cái cuộc đời của mình. À, mình đã học được bài học của cuộc đời thì mình sẽ gói lại thành một cái công thức nó đơn giản thôi. Và ví dụ như là mình học về nấu ăn thì mình sẽ đưa ra là có mấy bước. À, trước hết là vo gạo này, nấu cơm ấy, vo gạo này, cho nước, rồi cho nước kiểu như thế nào, rồi mỗi gạo thì chúng ta như thế nào, đấy là cách làm. Và sau đó thì ấn nút như thế nào, thì đó là công thức. Vậy thì những người như chúng ta, theo như Khổng Tử nói là 50 tuổi mới chi thiên mệnh, 50 tuổi mới hiểu đời á. Thế thì chúng ta có thể giúp cho học sinh không phải đi tắt, nó vẫn trưởng thành. Cái bài học trưởng thành nó sẽ đi, nó sẽ tốn ít thời gian hơn. Bởi vì khi chúng ta về hưu, như cô My Lê có nói hôm qua với Lý, bây giờ mình hiểu hết rồi thì chân mình đau. Mình không biết là phải làm thế nào để mình có thể cống hiến được cho cuộc đời. Thực sự là cô tiếc. Bởi vì giá như nếu như hồi trẻ cô biết những điều này, thì cô đã cống hiến nhiều hơn. À, chúng ta thấy rằng là khi chúng ta học được rồi, thì chúng ta thấy rằng là sức khỏe của chúng ta không cho phép, tuổi của chúng ta không cho phép. Bởi vì 50 tuổi mới chi thiên mệnh. Còn lớp trẻ thì khi mà còn trẻ thì ta chưa hiểu chuyện. Nhưng mà khi hiểu chuyện thì chúng ta đã già rồi. Cho nên là nhiệm vụ của chúng ta giúp người là không phải là chúng ta muốn họ trưởng thành nhanh, là chúng ta cắt cái kén để cho con bướm nó sẽ cắt được cái giai đoạn trưởng thành. Không phải thế. Mà chúng ta sẽ thấu suốt cái cách giáo dục, cái cách dẫn dắt cho con người để người ta trưởng thành nhanh hơn so với cái quy định bình thường ấy. Nó là 50 tuổi mới chi thiên mệnh. Thì có thể như thầy Nhật Anh ấy, 20 tuổi đã chi thiên mệnh rồi, đã hiểu đời rồi. Thì cái khoảng từ 20 tuổi đến cuộc đời của mình là, ví dụ mình sống được 100 tuổi thì mình có 80 năm cống hiến cho cuộc đời. Và như thế thì giúp cho đất nước phát triển bền vững. Thì nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta là những giáo viên, là những người đã sống trong cuộc đời, đã thấu hiểu cuộc đời, sẽ giúp cho học sinh cái công thức để trưởng thành nhanh hơn. Và học sinh cứ sử dụng vào công thức đó, nhưng mà cho nó cung cấp cái con đường, cung cấp cho nó cái công thức, nhưng mà nó không làm thì cũng chịu, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta lại động viên để các em theo cái con đường của các em. Có người theo con đường này, con đường kia, đều đến là theo các em hết, theo cái tổng nghiệp đã quy định ở sẵn rồi. Và chúng ta hướng để làm sao mà nó phát triển một cách trưởng thành, một cách bền vững. Thì đấy là cái nhiệm vụ của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta khởi sự bất kỳ điều gì, và trong đó thì Lý có nói về nghề nghiệp. Rõ ràng là mình làm như thế này, làm như thế này. Nhưng mà cái vấn đề chọn nghề thì rất là quan trọng. Vậy thì cái nghề nào mà chúng ta chọn, đó là chọn việc gì, thì chúng ta phải cũng phải có công thức. Đó chính là bát đại duyên hợp ạ. Đây là một cái định hướng nghề nghiệp. Chúng ta muốn định hướng nghề nghiệp thì chúng ta phải có một cái hệ quy chiếu, và hệ quy chiếu đó là bát đại duyên hợp. Chúng ta ghi bát đại duyên hợp. Bát là mấy ạ? Bát là 8 ạ. Đúng rồi. Đại là lớn, bát là 8, duyên là làm việc gì nó phải có duyên để nó hợp thành, thế thôi, hiểu như vậy. Thế thì cái thứ nhất ý, đó là tâm. Tâm. Nó là tánh. Nó là tình. Nó phải hợp với tâm mình, đúng không? Mình làm cái gì nó phải hợp với tâm mình.
tâm mình mà khi mình nhận một cái việc đó mà cái tâm của mình nó cứ không cho phép mình làm thì mình cũng không làm. Tâm của mình nó phải cảm thấy thuận tâm mình. Hoặc là cái tính của mình, ví dụ như tính của mình thích về nấu ăn chẳng hạn. Rồi thích của mình thích chăm sóc người khác. Nhưng mà cái công việc ấy nó lại chỉ đạo người khác thì chắc là mình cũng không thích lắm. Ví dụ như thế. Tâm tính tình, rồi đất. Nước. Khí. Lửa. Ví dụ như là về đất này này. Ví dụ như là chúng ta nói về cung cấp chất dinh dưỡng. Nói về cung cấp dinh dưỡng. Tất cả những chất dinh dưỡng là phát nguồn từ đất thì nó hợp. Đấy. Hoặc là ví dụ như là khí, như thầy Lâm cho chúng ta tập khí công đấy. Tập khí đấy. Là rất là hợp. Tôi ví dụ thế thôi. Lửa thì cho chúng ta cái sự cân bằng điện từ. Ví dụ vậy. Hôm trước ấy thì thầy Thành có nói về cái cân bằng điện từ, rung động điện từ. Hôm nào tôi sẽ nói tiếp về cái đó. Thì chúng ta phải hợp tất cả cái, chúng ta hợp những cái nào. Thì khi mà chúng ta hợp cái hệ quy chiếu này ấy, thì chúng ta phải đồng thời phải có cái quá trình bố thí để trợ cho cái duyên này. Khi chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta khởi sự, chúng ta phải có bố thí để chúng ta trợ duyên, và chúng ta bố thí trợ duyên cho mình, và đặc biệt là khiêm tốn để có một cái nhân cách để chúng ta cũng trợ duyên cho những cái điều chúng ta khởi sự. Và khi chúng ta làm đủ lâu đủ lớn ấy, tức là định tâm ấy, định tâm, thì chúng ta thấy rằng là khi mà có cái hạt mầm mà tâm định ấy, thì chúng ta tìm một cái môi trường để định tâm. Chúng ta định tâm vào một cái môi trường, chứ mình không nhảy đi lung tung các môi trường khác. Và chúng ta không di chuyển, kiên trì ở một nơi và khởi sự mà không, cái tâm nó không bị loạn. Và nếu như mà trong tâm bị tự loạn thì chúng ta cứ nay bỏ, mai bỏ, và chúng ta sẽ không thể thành công được. Và chúng ta phải tạo lập một cái giá trị và duy trì cái điều đó. Đấy. Ví dụ như bây giờ có một người bảo mình là hãy đi làm một cái nghề, mở một cái cửa hàng, một cái bán thịt chó, ví dụ như thế. Thì khi nó phạm vào những cái điều, nó những cái hệ quy chiếu mà chúng ta không làm được thì thôi, chúng ta không làm. Bởi vì ví dụ như là làm lâu, làm lớn, làm lành chẳng hạn, mà làm lành thì chúng ta không thể sát sinh, chúng ta không làm những việc đó. Hoặc có những cái nghề như nghề, tất nhiên là cái nghiệp của họ sinh ra từ kiếp trước nó là như thế rồi, thậm chí họ muốn bỏ nhưng họ không bỏ được. Đấy. Có những người mà rõ ràng là muốn bỏ cái nghề đó, đã có người khuyên rồi nhưng họ vẫn làm. Ví dụ như là chúng ta biết là vừa rồi là có các nhà lãnh đạo mà bị vướng vào vòng lao lý á. Tất cả những người đó họ đều hiểu hết về đạo. Họ hiểu hết về bố thí. Tại sao họ lại lên cái đỉnh cao đấy, họ không có những cái đức tính đó. Họ không có những cái nhân cách đó, họ có chứ. Họ là người tốt. Thế nhưng tại sao trong một cái lúc nào đó họ lại vướng vào vòng lao lý? Đấy. Bởi vì thực sự có những cái tổng nghiệp quy định nào đó. Đấy. Nó dấy lên cái lòng tham nào đó mà người ta không vượt qua được họ. Thì là họ sẽ dính vào. Bởi vì trong con người ta tiềm ẩn có cả cái tích cực và tiêu cực. Có cả Phật và ma đấy. Ma cũng chính là mình đấy, Phật cũng chính là mình, chứ không phải con ma ở ngoài kia đâu ạ. Rồi chúng ta sẽ hiểu rõ về con người của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là cuộc đời nó rất là đẹp, và chúng ta sẽ biết cái con đường chúng ta đi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta chọn được nghề rồi đấy, chúng ta chọn được nghề rồi, rồi chúng ta cũng xác định làm lâu làm lớn rồi, rồi chúng ta cũng
xác định được tất cả cái này rồi thì chúng ta cũng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, mà chúng ta phải có một cái hệ quy chiếu nữa, đó là hệ quy chiếu tứ trọng ân. Đó là tứ trọng ân. Ta phải có tứ trọng ân. Làm gì mà ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân của mình? Đấy. Gia đình. Ví dụ như ta làm một cái việc gì đó mà chồng chồng không muốn và gia đình thì loạn lên. Gia đình thì loạn lên. Gia đình thì loạn lên thì chúng ta có làm được không ạ? Nó ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân của mình. Nó ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân của mình thì có làm được không ạ? Ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân mình có làm được không ạ? Chắc chắn là không thể làm được. Mà ảnh hưởng đến gia đình của mình thì chắc là cũng không làm được. Ví dụ như khi mình đi làm chẳng hạn, ông xã mình bảo là cô làm thì làm. Nếu mà cô làm việc đó thì chúng ta ly dị, ví dụ như thế. Thế thì khi mà gia đình không ủng hộ thì thực sự mình làm cái việc đó rất là khó. Và bản thân cái quyền lợi của cá nhân không có, mình cũng rất là khó. Mình cũng tạo được các giá trị đấy, nhưng mà tôi làm, nói thế thôi, gia đình mình cũng phải gì? Cũng phải cần, vợ mình phải cần có tiền để mua bỉm cho con, ví dụ như thế. Nhưng mình đi làm cái gì mà tất nhiên là nó có những cái, nó chưa có lợi ngay. Mình phải phân tích cho vợ, phân tích cho chồng là nó sẽ có lợi về sau. Bây giờ chúng ta chịu thiệt thòi tí, nó không ảnh hưởng gì đến gia đình đâu anh ạ. Ví dụ như thế. Như vậy thì chúng ta phải hài hòa cả cá nhân, gia đình, và phải hài hòa về cả tổ chức nữa. Ví dụ như chúng ta đi làm một cái việc gì mà tổ chức họ không cho làm. Ví dụ như là Lý đây nhé, là hiện nay là Lý đang công tác trong nhà nước. Về nguyên tắc trong nhà nước là mình làm giờ hành chính cho nhà nước ạ. Vậy thì theo như là luật viên chức ấy, mình không được mở công ty. Mình không đứng lên được mở công ty. Bởi vì nếu như mở công ty là vi phạm vào cái luật viên chức thì sẽ ảnh hưởng đến tổ chức của mình, chính là trường của mình. Thế nhưng mà bởi vì mình làm việc, mình có thể làm lách luật được, là phải xin phép và làm lách luật. Lý phải có gì? Giấy xin phép nhà trường cho được làm thêm vào những giờ không phải là giờ hành chính, đó là giờ này, hoặc là ví dụ như những giờ buổi tối, hoặc là những cái giờ không phải là giờ hành chính, ví dụ như là thứ bảy chủ nhật là giờ nghỉ. Như vậy không ảnh hưởng gì đến họ cả. Cho nên là ví dụ như có những người mà đang ở trong nhà nước mà vừa rồi có trường hợp ấy ạ, đi nước ngoài xong rồi bị xảy ra cái gì ở nước ngoài, thế là người ta mới quay trở về, tức là anh vi phạm tổ chức, thế là chết rồi, là anh bị vướng vào cái vòng pháp luật đấy ạ. Đấy. Và cái tổ chức này, họ tổ chức của nhà nước là không quản lý nhân sự của mình tốt, mà nó cũng ảnh hưởng. Tiếp theo là xã hội, làm những việc gì mà xã hội người ta không cho phép. Ví dụ như là những cái việc mà xã hội nó cấm mình không làm được. Như vậy thì chúng ta làm bất kỳ việc gì thì chúng ta phải áp dụng cái quy chiếu, đó là tứ trọng ân. Phải đúng như thế này. Vừa làm lâu làm lớn và đảm bảo phải cái tứ trọng ân này để giúp con người đến tận cùng của nó và đứng trên cái vấn nạn của chính mình. Đấy. Chúng ta học cái chương trình này là học một lần trong đời, chứ không phải học đi học lại.
Chúng ta thấy là khi chúng ta đi đến các tổ chức ấy, và người ta tổ chức hết các khóa học này đến khóa học khác và cứ học đi học lại và mình vẫn cứ thấy thiếu. Cho nên cái chương trình của chúng tôi là chương trình học có một lần thôi. Mà học nó học miễn phí. Ra thấy hay không ạ? Thấy tuyệt không ạ? Bởi vì rất nhiều người muốn cho đi. Cho đi. Thế nhưng mà nếu cho đi mà lại khao khát muốn mình là có công đức thì lại hỏng rồi. Tức là ta làm một cái gì đó mà ta muốn có công thì lại hỏng rồi. Chứ làm cái việc mà nó có phước đức là nó tự nó có. Chứ mình còn khao khát là mình có công đức, phước đức thì nó cũng chả có cái gì cả. Nó vô thường hết mà. Nên ta cứ làm những cái gì tốt đi. Cho nên là Chúa có nói một câu rằng là con cứ làm việc của Chúa. Còn việc của con thì Chúa làm là như vậy. Chúng ta cứ làm việc tốt thôi. Đây là những cái việc mà nó là công thức. Và cái người đi trước như cô My Lê chẳng hạn. Là cô có thể tạo ra công thức và cô sẽ chỉ cho họ đây công thức như thế này ta làm. Các con làm đi là nó sẽ thành công. Còn làm hay không là kệ họ thôi. Đúng không ạ? Đấy. Như vậy thì đáp ứng cái bát đại duyên hợp. Cái bát đại duyên hợp này là chúng ta phải đáp ứng. Và chúng ta phải gì? Đảm bảo cái lợi ích của cá nhân cho bản thân, cho gia đình, cho tổ chức và cho xã hội. Đấy. Bởi vì nếu như mà chúng ta không làm như thế này, chưa làm mà nó đã, cuộc sống của họ nó đảo lộn. Ví dụ như là chúng ta tham gia một cái tổ chức mà nó mà bản thân chúng ta đảo lộn tất cả, thì chúng ta phải lưu tâm đến cái tứ trọng ân này. Dù chúng ta có cái tâm giúp người, chúng ta có tâm, chúng ta có tiềm lực, nhưng chúng ta phải đáp ứng được cả cái bát đại duyên hợp này này và đáp ứng cả cái tứ trọng ân này thì chúng ta mới không bị gãy cái sự nghiệp của chúng ta. Như vậy có sự chuẩn bị rõ ràng, bởi vì chuẩn bị cho thành công ấy, là cái khâu chuẩn bị rất là quan trọng. Chúng ta chuẩn bị rất là rõ ràng, nhưng chúng ta hình thành nó ở trong đầu. Nhưng không phải chúng ta chuẩn bị tất cả cùng một lúc. Ví dụ như chúng ta muốn xây dựng ngôi nhà ấy ạ, thì chúng ta phải chuẩn bị có gì? Có kiến trúc sư kiến trúc cho chúng ta một ngôi nhà, để chúng ta có một cái hình ảnh trong tâm trí này rõ nét ngôi nhà như thế nào, ngôi nhà có mấy tầng, ngôi nhà được xây như thế nào, mặt trước như mặt sau như thế nào, cầu thang như thế nào, cầu thang máy như thế nào. Chúng ta phải hình dung rõ được cái ngôi nhà trong tâm trí. Thì khi chúng ta hình rõ cái ngôi nhà trong tâm trí này, thì chúng ta mới chỉ cho cái người thợ này là phải làm như thế nào. Nhưng chúng ta không cần phải chuẩn bị tất cả những cái này cùng một lúc đầy đủ hết ạ. Không có ai chuẩn bị đầy đủ hết ạ. Từ tất cả mọi thứ. Mà khi trên con đường của chúng ta làm ấy, thì tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta. Đấy. Chúng ta định tâm tất cả cái này, chúng ta vẽ trong cái này. Ví dụ như chúng ta vẽ ra một cái đám cưới của con mình nó là như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta phân những cái việc ra, mỗi người một việc. Thì cái công thức chuẩn bị cho một cái sự khởi nghiệp là chúng ta phải làm như vậy. Và đấy mới là gì ạ? Xong cái bước thứ hai. Và xong cái bước thứ hai này thì chúng ta đã có thể quảng bá được rồi. Và chúng ta có thể làm các phim phóng sự quảng bá cho cái dự án của mình. Cái câu và Lý, riêng cái tổ chức Viên Minh này, cái khâu chuẩn bị của Lý có thể nói rằng là nó trong suốt cả một cái cuộc đời giáo viên của Lý ấy, nó cũng khoảng tầm năm nay là Lý mới công tác ở trong ngành giáo dục là 34 năm ạ. Đấy, nhưng mà cái khâu chuẩn bị nó cũng lâu lắm rồi, bắt đầu làm phóng sự nó từ năm 2018 cả. Bắt đầu làm phóng sự trong 2018 và bắt đầu sang 2021 thì bắt đầu Lý mới thành lập công ty, phải có một cái tức là tham gia có một người khác đứng làm công ty. Và cái tiếp theo đó là năm 2021 thì bắt đầu chúng ta mới hoạt động. Và năm 2022 thì bắt đầu Lý mới quảng bá đấy ạ. Như vậy từ cái khâu chuẩn bị cho đến quảng bá là nó là một quãng đường dài mới quảng bá đấy ạ. Chứ nếu như mà mình chưa chi, mình đã nói ra cái kế hoạch của mình có khi hỏng hết cả việc đấy ạ. Nên này không phải là cứ nói ra hết là được đâu. Bây giờ đến cái chân cuối cùng ạ. Cái chân kiềng cuối cùng, chúng ta ghi ạ. Có cái chân kiềng này nữa là ok này. Chúng ta thấy có tuyệt vời không ạ? Cả nhà thấy tuyệt vời thì giao tiếp với Lý một cái cho tặng cho Lý một số số 5 đi. Có thấy hay không ạ? Chúng ta thấy tuyệt không ạ? Đúng rồi, cô Hạnh nói là người thầy thứ hai là thằng ăn trộm và người thầy thứ ba là đứa trẻ, đúng rồi đấy ạ.
Nhưng mà chúng ta không có đủ thời gian ở đây, cho nên chúng ta cũng sẽ nhớ lại câu chuyện đấy, vì câu chuyện đấy kể chuyện ở Viên Minh nhiều lần rồi. Cái chân kiềng thứ ba là chân kiềng gì cả nhà biết không ạ? Đó chính là tam giác giới ạ. Tam giác là có mấy cạnh cả nhà ơi? Có ba cạnh. Ba cạnh. Có ba cạnh. Vâng, chúng ta có ba cạnh. Chúng ta có ba cạnh. Cạnh thứ nhất chúng ta ghi người giàu ạ. Cạnh thứ góc thứ hai chúng ta ghi là người dân ạ. Góc thứ ba chúng ta ghi là chính phủ ạ. Ta làm việc gì mà ảnh hưởng đến người dân là không được ạ. Tôi ví dụ như thế này. Người nghèo là người ta đang, ví dụ những người người ta đang yếu thế, người ta đang thấy thiếu tiền trong cuộc sống này, mà đi kiếm tiền của người nghèo có nên không ạ? Đúng không ạ? Không nên kiếm tiền của người nghèo. Mà kiếm tiền của ai ạ? Phải kiếm tiền của người giàu đúng không ạ? Tức là một cái việc gì ấy, là phải thuận lòng dân ạ. Ngày xưa Bác Hồ có nói với chúng ta là công tác dân vận được lòng dân ấy, là phải thuận với lòng dân. Thì khi mà chúng ta làm việc gì mà dân thuận lòng dân thì tuyệt lắm. Sức mạnh gọi là sức mạnh vô địch ấy, đúng không ạ? Sức mạnh vô địch. Đấy, thì chúng ta đang hiểu cái tam giác giới là cái gì. Cái tam giác giới là gì? Mà tại sao cái tam giác này nó quan trọng như vậy? Khi mà chúng ta ở đâu và chúng ta muốn làm bất kỳ một cái việc gì thì chúng ta phải đảm bảo được cái tam giác giới này. Phải thuận lòng dân. Đấy, phải đảm bảo được cái dân này có đồng thuận hay không? Và cái người giàu này có ủng hộ ta không? Và cái ông chính phủ này ông có đồng ý không? Đấy. Nếu mà chúng ta vi phạm một trong ba yếu tố này thì công việc của chúng ta sẽ bị dập tắt. Bởi vì chúng ta thấy rằng là có khi bị dập tắt trong một nốt nhạc đấy ạ. Chúng ta thấy có rất nhiều những cái câu chuyện mà trong cái xã hội, trong đất nước láng giềng của chúng ta thôi. Ta biết rất nhiều câu chuyện. Rồi ngay cả chuyện của chúng ta thôi. Ở đây thì Viên Minh sẽ không nói gì đến chính trị, cho nên chúng không bàn chính trị ở đây. Nhưng chúng ta cũng biết thời gian vừa rồi có những cái việc mà chỉ trong một ngày thôi, Nó có thể sao ạ? Từ cái, có những cái người mà từ đỉnh cao của danh vọng mà xuống gì, Và vào tù đấy. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà không hợp với lòng dân, khi mà chính phủ cũng không đồng thuận với chính phủ thì bị như thế. Cho nên chúng ta làm bất kỳ cái gì là chúng ta phải được đồng thuận. Tôi ví dụ một cái câu chuyện như thế này. Có một cái nhà giàu này, người ta ở một cái quê nghèo. Cái đường mà từ ngoài đường vào đến cái làng quê của họ ấy, là nó rất là bẩn. Và nó vì đường đất mà. Ông ấy có ô tô về
là ông ấy đi vào cái đường đất, nên là ông ấy không không cái ô tô nó rất là khó đi. Đấy, ông ấy thì giàu lắm, mà ông ấy sẵn sàng ông ấy chi ra 6 tỷ. Câu chuyện này là câu chuyện có thật đấy ạ. Đấy, là ông ấy sẵn sàng chi ra là 6 tỷ để xây dựng cho cái quê đấy một cái con đường. Đấy. Nhưng mà khi mà ông ấy, trong cái trường hợp có hai trường hợp, nhưng trường hợp đầu tiên là ông cứ làm, xin chính phủ họ không cho. Bởi vì người ta bảo chính phủ và người ta bảo người ta có một cái dự án con đường khác, người ta không cho. Thế là cứ xây là bị phải đập đi đấy ạ. Đấy là một câu chuyện khác. Còn cái câu chuyện mà Lý đang kể đó là cái ông này này, là ông ấy muốn xây dựng 6 km cái con đường vào cái làng của ông ấy. Mà ông ấy có đầy đủ tất cả về nguồn lực. Ông ấy có tiền. Và ông chỉ gọi một nốt nhạc thôi là thi công người ta đến thôi. Và người ta có thể làm rất nhanh có con đường đấy. Và con đường đấy thì tạo rất nhiều giá trị cho người dân, đúng không ạ? Nhưng mà sao? Ông phải làm sao? Ông phải xin phép chính quyền. Nhưng mà chính quyền không đồng ý. May không? Họ không đồng ý. Thì ông ấy sẽ không làm thôi. Bởi vì nếu không làm, nếu mà làm thì sẽ bị phá thôi. Ở chính quyền không đồng ý. Và người ta nói rằng là như thế này này. Tôi rất là hoan nghênh cái việc mà anh giúp cho quê hương. Và anh làm những cái việc người dân ủng hộ. Và anh cung cấp cái nguồn lực về tài chính cũng như nguồn lực về con người cho cái việc này. Nhưng mà cái việc này anh phải để chúng tôi làm, chứ anh không đứng ra làm. Đấy, họ yêu cầu là người giàu không trực tiếp làm và để chính quyền làm. Thì về sau thì anh giàu này mới hiểu ra. À, anh không thể vi phạm cái tam giác giới này và anh giao cái việc đấy cho chính quyền làm thì anh được tuyên dương. Như vậy chúng ta làm việc gì đó chúng ta phải biết pháp luật và chúng ta phải biết những cái này. Ví dụ như cái công việc của, ví dụ như bây giờ anh làm một việc mà ảnh hưởng đến người giàu cũng không được. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm một việc thiện, mình mới góp tiền vào và mình vào mình nấu cháo cho những người bị bệnh nhân ở trong bệnh viện ấy. Thế là cứ một cái ngày là mình đi mình nấu cháo và cái ngày đó là tất cả những bệnh nhân là xuống lấy cháo. Việc đấy việc tốt không ạ? Rất tốt. Và đó là việc thiện. Hoan nghênh đúng không ạ? Nhưng mà cái ông người giàu này chính là cái ông chủ của cái căng tin ấy ạ. Ông có thích không? Chúng ta tưởng tượng ông có thích không ạ? Ông không thích đâu. Vì hàng ngày ông ấy phải bán để ông lấy tiền mà. Ông không thể cho mãi được. Ông ấy làm đúng chứ. Ông ấy phải gì đấu thầu vào cái công tin đó, căng tin đó. Và ông phải nghĩ là bán cái gì nó ra tiền. Đấy. Thế và bây giờ làm sao ạ? Lại có người khác bán miễn phí. Thì liệu người ta có thích không? Ảnh hưởng đến người giàu. Vậy thì công việc của bạn ấy không được ủng hộ. Chắc chắn không được ủng hộ rồi. Nhưng nếu mà bạn muốn người giàu này ủng hộ này, bạn phải có mối quan hệ với cái người giàu đó. Bạn hỏi là, à tôi đang làm cái này, tôi muốn làm cái kia. Và theo anh thì thế nào? Và họ bảo, ừ, anh làm thứ tư, tôi đồng ý. Và cái ngày thứ tư tôi không nấu cháo nữa. Chứ còn nếu mà anh cứ thứ tư anh không hỏi gì người giàu, ngày người giàu thứ tư người ta cũng nấu cháo thì cháo của họ đổ đi à? Vì không bán được. Thế cho nên là phải có cái người giàu này. Vậy thì chúng ta hình dung là Viên Minh phải dựa vào cái người giàu nào? Chúng ta không những ảnh hưởng đến người giàu. Ví dụ như chương trình ta lại ăn cháo đậu xanh. À. Là gì còn hợp cơm nguội. À. Người ta mình không ảnh hưởng đến người giàu và mình xin phép họ và họ ủng hộ mình thì đấy là cái lý tưởng nhất. Đấy. Thế vậy thì thứ nhất là được người giàu ủng hộ. Bây giờ cái chương trình tiếng Anh của thầy Grace chúng ta hiểu như thế này. Tiếng Anh hiện nay của Việt Nam là có rất nhiều. Và người ta bán là bán phần mềm và người ta có rất người ta bán cái phần mềm. Vậy thì cái phần tiếng Anh nền tảng đấy nó có ảnh hưởng đến cái chương trình tiếng Anh đó ở trong cái của chính phủ không? Thì chúng ta phải hiểu là cái chương trình giáo dục của chính phủ của chúng ta ấy là một chương trình đã hoàn hảo rồi. Vì có rất nhiều nhà khoa học người ta tham gia. Và người ta, mình như là một cái bông hoa
tô điểm cho cái giáo dục của chính phủ này thôi, giáo dục của chúng ta thôi. Vì họ đang cần bổ sung cái gì thì chúng ta sẽ bổ sung cái đó. Người ta cần sự hỗ trợ cái gì thì chúng ta hỗ trợ cái đó. Và hỗ trợ của chúng ta là hỗ trợ của cả nguồn lực xã hội. Đấy. Thế thì vấn đề đặt ra là cái tiếng Anh của thầy Grace không ảnh hưởng đến người giàu. Vì các người ta, những cái người mà dạy tiếng Anh khác cũng không ảnh hưởng gì. Các trung tâm tiếng Anh không ảnh hưởng. Và chính phủ cũng rất là đồng thuận. Bởi vì sao? Đồng thuận bởi vì là sẽ giúp cho đất nước mình hội nhập quốc tế. Vì người dân ai cũng cần phải có thêm cái tiếng Anh. Cho nên chương trình của tiếng Anh của thầy Grace là vừa hợp lòng dân, vừa làm người giàu và vừa làm chính phủ rất là tốt. Vừa hợp với chính phủ. Và tiếp theo đó thì Viên Minh đang làm một cái việc có hợp với người giàu hay không? Đấy. Thì Viên Minh lại làm thuần về giáo dục, không làm về kinh tế. Tức là giáo viên chỉ tham gia dạy học. Và cái chương trình của Viên Minh tức là những người dạy học cho đi. Và những người học thì nhận được lợi ích. Khi mà họ cảm thấy nhận được lợi ích thì họ muốn làm một cái công việc đó là làm thiện, đó là bố thí. Thì họ sẽ có những cái tiền gọi là tiền tùy tâm đấy, lý gọi là tiền tùy tâm ấy, chứ không thu tiền. Đấy. Như vậy thì cũng không ảnh hưởng đến người giàu, không ảnh hưởng đến các lớp học gì cả. Nhưng mà Viên Minh cần phải có người giàu đứng bên cạnh để hỗ trợ về kinh tế. Họ không cho mình kinh tế, nhưng mà họ sẽ có những cái giải pháp để giúp mình. Đó chính là Viên Minh kết hợp với Đại Lợi đấy. Đại Lợi là một tập đoàn kinh tế lớn trong cả nước, và có thể là nói là Đại Lợi đầy đủ, hội tụ đầy đủ những cái thứ này, đầy đủ những cái kiềng ba chân này, thì Viên Minh mới kết hợp với Đại Lợi, và kết hợp với Đại Lợi để sẽ giúp chúng ta có làm kinh tế giàu bền vững cho giáo viên. Đây là một cái chương trình tuyệt vời, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta quay lại bên cái tam giác này, thì để được đảm bảo được cái chính phủ này này thì địa phương ấy, để đảm bảo cho cái người giàu này này có ủng hộ cho người dân ấy, thì thế này, người dân ấy thực ra chính là mang tiền lại cho người giàu đấy ạ. Chúng ta có tin không ạ? Và người giàu này này lại mang lại an sinh cho người dân. An sinh cho người dân. Nó có một cái tương hỗ với nhau, gọi là cộng sinh trong xã hội với nhau. Thế còn cái chính phủ này này lại cho người giàu cái gì ạ? Đó chính là chính sách ạ. Chính sách của nhà giàu ạ. Khi mà người giàu làm được những cái việc cho xã hội thì nó có chính sách. Còn người giàu lại phải gì? Sẽ làm gì cho chính phủ chúng ta có biết không ạ? Những cái công ty phải làm gì cho chính phủ ạ? Phải nộp thuế cho chính phủ ạ. Đó là chính lại mang lại tiền cho chính phủ. Cho nên là tất cả cái này là nó có tương hỗ. Ví dụ như Viên Minh kết hợp với Đại Lợi. Thì có nghĩa là Viên Minh đã có thể gì? Tiếp cận với chính phủ. Ví dụ như thế. Còn tất nhiên Lý là người của nhà nước rồi. Lý là người của giáo dục thì không nói làm gì. Nhưng cái người giàu này này, người ta sẽ rất là có cái mối quan hệ rất là tốt với chính phủ. Ví dụ như công ty của Đại Lợi đã nộp thuế bao nhiêu, rất là nhiều tỷ mỗi tháng cho cái chính phủ này. Họ nộp thuế rất là nhiều tiền đấy ạ. Và như vậy thì cứ mỗi một cái buổi mà có nói về các doanh nhân thì chủ tịch tập đoàn của Đại Lợi này lại gặp chính phủ, cho nên họ có mối quan hệ rất là tốt. Vì vậy mà khi mà Viên Minh mà kết hợp với Đại Lợi thì cái việc mà cái người giàu này sẽ nói lên chính phủ là Viên Minh làm tốt, làm cái điều rất là tốt, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như là Viên Minh có cái sự trợ giúp gọi là mượn sức ạ. Viên Minh ở đây là có cái sự mượn sức, đó là tài năng ạ. Cái mượn sức đối với lại chính phủ, hoặc là mượn sức đối với người giàu, hoặc là mượn sức của các nhà khoa học. Tức là cái tài năng đây là coi là bản thân và mượn sức. Bản thân Lý làm sao được làm được những việc lớn này? Và Lý phải mượn sức của rất nhiều người. Đó là mượn sức của người giàu. Người giàu người ta mới quan hệ chính phủ tốt chứ. Đấy. Rồi thậm chí người giàu người ta cũng quan hệ với người dân tốt.
Ví dụ như một lời nói của Đại Lợi là tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước là biết đến cô đấy. Và cô ấy đi làm, cô ấy đi đến các gì? Những cái địa phương mà cô ấy làm việc ấy. Đại Lợi này đi đến các địa phương là đều được các địa phương đó ủng hộ. Đó là những gì? Thậm chí là bí thư tỉnh, rồi các chủ tịch tỉnh, đấy. Rồi các gì? Nhiều lắm. Tức là cái nhà giàu này khi người ta quan hệ với chính phủ tốt ấy, thì người ta, vì người ta đóng rất nhiều tiền cho nên là được chính phủ này quan tâm. Bởi vì đóng nhiều tiền cho chính phủ có cái quỹ gọi là thuế ạ, để chúng ta là an sinh cho cả dân tộc cơ. Chính vì vậy người giàu này người ta rất là được trọng dụng, và cái tập đoàn Đại Lợi là trọng dụng. Nhưng mà cái tập đoàn đó phải làm đúng ạ. Phải làm đúng như thế này thì là mới được chính phủ người ta mới trọng dụng ạ. Còn những cái tập đoàn nào mà lại núp chân tham nhũng thì không được ạ. Đấy, Lý đã có ý định làm với một cái tập đoàn lớn kinh tế, nhưng mà họ không đủ tiêu chí của Viên Minh thì Viên Minh cũng không làm. Nhưng tập đoàn Đại Lợi này họ làm rất tốt, nhưng mà âm thầm họ làm và họ cũng quảng bá họ nhiều đó. Họ làm rất tốt và họ không nợ chính phủ, họ không nợ tiền của ngân hàng, và họ tạo rất nhiều công ăn việc làm cho rất nhiều dân ở 63 tỉnh thành trong cả nước. Vậy thì Viên Minh được một cái người giàu đứng để dựa lưng như thế có tốt không ạ? Nếu tốt thì chúng ta tặng cho tập đoàn Đại Lợi một số 6 ạ. Tốt không ạ? Rất tốt ạ. Vâng, rất là tốt. Và cái người giàu này để tập đoàn Đại Lợi chọn Viên Minh thì họ có lợi chứ. Bởi vì sao? Vì họ có điều kiện để làm được việc thiện nhiều hơn, và khi họ làm việc nhiều hơn họ có phước nhiều hơn và tiền cũng về với họ nhiều hơn. Như vậy thì họ có điều kiện để tiếp xúc với lại giáo dục cũng rất tốt chứ. Đấy. Ôi, nó tương hỗ lẫn nhau rất là hay. Thế còn chính phủ với người dân thì thế nào? Chính phủ thì lại mang an sinh cho người dân, an sinh tốt cho người dân. Nhưng mà Lý phải nói nhỏ nhé. Chính phủ chỉ mang tốt cho người dân thôi. Chứ chính phủ có mang được giàu có cho người dân không ạ? Giàu như tỷ phú ạ. Bây giờ nếu như mà người dân, tất cả người dân đều trở thành tỷ phú thì đâu cần chính phủ. Cho nên là chính phủ chỉ lo được an dân cho người dân thôi, an sinh cho người dân thôi. Thì nói với người dân mới cần chính phủ, chứ đấy là nó nhỏ thế. Đấy. Thế còn người dân thì mang lại mang cái gì cho chính phủ? Đó chính là cái lòng tin đối với chính phủ. Chính phủ phải làm như thế nào đó để người dân tin chính phủ. Chúng ta thấy là chính phủ Việt Nam đang làm những cái việc là gì đó này. Khi mà những cái cán bộ mà tham nhũng, hoặc là nói tóm lại là có việc gì mình không biết, ở đằng sau mình không biết. Nhưng mà hiện tại là người ta đang gì? Người ta là làm lấy lại cái niềm tin cho người dân. À, nếu như mà cán bộ mà vi phạm pháp luật, làm những cái việc không thiện cho người dân, thì vẫn phải chịu những cái hình phạt theo đúng pháp luật Việt Nam thôi. Thì khi mà chúng ta làm được những việc đó thì chúng ta sẽ khởi sự bất kỳ một cái việc gì cũng thành công. Như vậy khi mà có thể tổng kết lại như thế này, chúng ta đặt ý nhận nhiệm vụ, chúng ta nhận một cái nhiệm vụ đó là do cái duyên của chúng ta, nó ở trong đầu của chúng ta, và đây là hình ảnh tâm trí của chúng ta, và chúng ta làm siêng làm rõ cái vấn đề này. Và khi mà để chuẩn bị khởi sự bất kỳ điều gì thì có ba cái vấn đề, đó là thứ nhất là hội tụ tâm tài lực. Đấy. Và cái đó chính là cái nền tảng để giúp con người thấu suốt lâu dài. Tài đủ chưa? Và tất cả mọi thứ đã đủ chưa? Để chúng ta có một cái việc, để chúng ta có một cái nền tảng làm lâu, làm lớn và làm lành. Thực sự tạo giá trị thực hay xưa? Và có đáp ứng với tam giác giới hay chưa? À, có phạm vào những cái điều này hay chưa? Và chúng ta chuẩn bị tốt ba cái yếu tố đó là kiềng ba chân để tạo được giá trị lớn cho xã hội,
và nâng cao cái cảnh giới cuộc sống. Đấy. Thế thì một người mà muốn làm gì thì chúng ta phải cần chú ý đến những cái ba cái điều đó, dùng cái hệ quy chiếu này để ra soát lại tất cả những việc chúng ta có làm hay có được hay không. Đó là cái khả năng thành công và khả năng đi đến được bao nhiêu. Đó chính là cái tầm nhìn của cả một cái dự án, của cả một cái công ty. Và nếu như mà cái mỗi một cái nỗ lực mà mưu cầu lợi ích thì thuộc tiếp người làm công nhật. Tức là mới nỗ lực một cách thôi. Nếu chúng ta mới chỉ nỗ lực mà đã mưu cầu cái lợi ích thì nó thuộc tiếp người công nhật. Và nếu nỗ lực một tháng ấy mà mưu cầu lợi ích thì gọi là thuộc tiếp người làm công ăn lương. Đấy, mới nỗ lực một tháng ấy mà mưu cầu lợi ích ấy, thì thuộc tiếp người làm công ăn lương. Còn nếu mà nỗ lực một năm ấy mà mới mưu cầu lợi ích ấy, thì thuộc tiếp người quản lý ạ. Mưu cầu quản lý. Đấy. Sau khi Viên Minh đi vào hoạt động một năm thì Lý rất muốn là có cái lợi ích cho những người tham gia Viên Minh. Đấy. Nếu mà nỗ lực từ 3 đến 5 năm mới mưu cầu lợi ích ạ, thì đó là tiếp nhà đầu tư. Nếu mà nỗ lực 3 đến 5 năm mới mưu cầu lợi ích thì đó là nhà đầu tư, tiếp người đầu tư. Còn nếu mà nỗ lực 10 đến 20 năm mới mưu cầu lợi ích ấy, thì thuộc tiếp nhà doanh nghiệp. Mưu cầu 10 đến 20 năm mới mưu cầu lợi ích ấy, thì thuộc cái tiếp nhà doanh nghiệp. Thế còn nỗ lực 30 đến 50 năm mới mưu cầu lợi ích ấy, thì đó là tiếp nhà gì ạ? Nhà giáo dục. Nói đến đây chắc là cô My Lê sẽ nghĩ đến câu gì của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Tức là nỗ lực 30 đến 50 năm mới mưu cầu lợi ích ạ, thì thuộc tiếp nhà giáo dục. Chúng ta là nhà giáo dục. Cộng đồng Viên Minh tạo ra một cộng đồng giáo viên ạ. Đó là nhà giáo dục ạ. Cho nên cái dung của chúng ta không phải là nay làm mai làm rồi nghỉ, mà chúng ta sẽ làm một cái thời gian dài, và phải cái tầm nhìn của chúng ta ít nhất phải được 30 đến 50 năm thì nó mới có lợi ích. Con người từ lúc bé mà đến lúc lớn ấy, đến 30 năm là chúng ta sẽ thấy được giá trị. Nếu mà cứ làm như thế này, cứ trao cái công thức cho lớp trẻ, trao cái công thức cho các thầy cô giáo. Lý nghĩ rằng là khi mà giáo viên biết cái chương trình này, cái giờ sinh hoạt của họ sẽ không phải là cái giờ để trách móc học sinh, mà sẽ là cái nhờ giờ mà giúp cho học sinh cái công thức để các con sẽ khởi sự bất kỳ điều gì. Vì là các con ở trong trường sẽ có những dự án ạ, có dự án, và chúng ta giúp các con những cái điều này, và các con sẽ được tập dượt, được gì, được thực hành những cái dự án từ thời sinh viên ạ, có những cái dự án về kinh tế của thời sinh viên. Và khi chúng ta khởi sự bất kỳ điều gì mà chúng ta nói được cái điều này với các học sinh thì các em sẽ chắc chắn không phải trả giá cho cái việc làm của mình như vậy. Thì đấy là cái chuyên đề đầu tiên Lý muốn chia sẻ với cả nhà bằng hai buổi thứ tư tuần trước và thứ tư tuần này. Và bây giờ thì rất mong có những cái nhận xét và những cái trao đổi giữa chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta có thể giơ tay phát biểu. Xin mời cả nhà nhé. Có những câu hỏi là một này. Cái thứ hai là chúng ta có thể có những cái sau khi nghe chúng ta có thể thấy được cái bài học gì và chúng ta nghi và chúng ta ngộ ra điều gì, tức là bài học gì ở trong cái bài chia sẻ của Lý. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Xin ý kiến cả nhà. Cô My Lê, cô có ý kiến gì không?
Cô My Lê ơi, cô đang tắt mic. À, dạ, dạ chào cô Lý, chào cả nhà. À, cái phần mà bác Đại Dương họp đó, cô Lý mới nêu được có 7 vấn đề thôi, còn một vấn đề nữa cô Lý quên rồi. À, cái những cái phần này là nó là một cái phần rất là sâu cô ạ. Dạ. Cho nên là hôm nay mình sẽ tập trung vào cái, tức là mình tập trung vào một cái điều trọng điểm như thế này đó. Dạ đồng ý. À, vâng. Mình tập trung vào ba trọng điểm này, ba cái điều quan trọng để khởi sự. Còn dạ, chúng ta giống như chúng ta đang vẽ một cái con voi á. Vâng. À, chúng ta nhìn một cái con voi, cái chuyên đề này có thể làm tới cái chuyên đề này khoảng tầm 21 buổi ạ. Chưa hết. Dạ. 21 buổi chưa hết. Nhưng mà Lý muốn làm một cái tổng thể để chúng ta nhìn thấy và sau này chúng ta sẽ kết nối lại. Và những cái bài mà Lý chia sẻ như thế này này, cả nhà sẽ ghi lại và sẽ làm một cái giáo án cho mình để sau này mình có thể truyền cho những người đi sau nếu như mình có duyên giúp họ. Vâng, cho nên là cái bức tranh này cần phải trọng điểm để chúng ta thấu hiểu suốt được. Vâng. Ví dụ như cái chỗ này ấy, chúng ta nói về tâm tánh tình là chúng ta phải nói về cấu trúc con người. Nếu như chúng ta mà đưa đến cấu trúc con người thì tự nhiên cái chuyên đề của chúng ta nó sẽ bị lạc sang cái chỗ khác ạ. Rồi, cô nói tiếp đi. Dạ, nói chung là cái bài chia sẻ của cô hôm nay rất là thú vị, rất là đầy đủ ý nghĩa. Nhưng mà riêng em thì em thấy tâm đắc nhiều nhất là cái tứ trọng ân. Cái tứ trọng ân có thể là nó khai mở hết tất cả cái con đường đi của mình. À, tứ trọng ân ở đây cô nêu là cá nhân, gia đình, tổ chức và xã hội. Thì cá nhân mình phải có cái lòng quyết tâm và có một cái suy nghĩ định hướng đi cho nó đúng. Rồi cái vấn đề gia đình là phải phù hợp, tức là gia đình là tất cả, gia đình là trên hết. Bởi vì từ cá nhân thì mới đem lại cái hạnh phúc cho gia đình, mà một cá nhân mà không làm tròn phận sự thì cái gia đình đó mất hạnh phúc. Mà mỗi một gia đình là một tế bào của xã hội, thì mình đứng trong cái tổ chức mình làm việc thì mình phải chấp hành tất cả những cái quy định của nhà nước, tức là hợp tình, hợp lý và hợp pháp, thì cô nêu rất là đầy đủ. Còn đối với xã hội cũng vậy. Đối với xã hội là mình phải là một cái thành viên tốt trong xã hội. Bản thân mình là phải là một thành viên tốt trong xã hội thì mới có cái mối quan hệ tốt. Mà muốn quan hệ tốt trong xã hội thì đương nhiên không chỉ mình lo cho mình, mà mình phải có cái sự cống hiến tùy duyên. Đó, mình cống hiến, mình cho đi thì mình sẽ được nhận lại. Mình muốn được hạnh phúc thì mình phải đem lại hạnh phúc cho mọi người. Thì cái điều đó hết sức là trân trọng. Do đó là em thấy tất cả các tiêu đề cô đưa ra rất là hợp tình, hợp lý, hợp pháp và đi sâu vào cái cuộc sống của con người trong hiện tại. Tức là cái quá khứ thì mình quên đi, nhưng mà cái hiện tại thì mình làm sao cho nó tốt và tốt hơn nữa. Còn tương lai thì chưa đến, nhưng mà mình muốn tương lai tốt thì mình bây giờ hiện tại mình làm cho tốt thì tương lai mới đem lại cái sự tốt đẹp. Cho nên về cái ngành giáo dục mà cô Lý nêu lên đây, cô Lý là có một cái dự án xây dựng cái góp phần cùng với nhà nước, cùng với lại tổ chức, cùng với xã hội và kêu gọi tất cả các trường cùng tham gia cái chương trình của tổ chức Viên Minh này rất là tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn cô Lý và mong rằng là tất cả mọi người tham gia với một cái tinh thần nhiệt tình để đem lại cái lợi ích lâu dài cho bản thân mình, cho gia đình và cho toàn xã hội. Xin cảm ơn cô Lý và cảm ơn cả nhà lắng nghe. Vâng, rất là cảm ơn cô. Chúng ta thấy cô Lê là người với trái tim đầy yêu thương đó, và một người có cái tinh thần học tập rất là cao. Cô cho đi
cả cuộc đời. Và chúng ta biết về cuộc đời của cô Mile thì rất là ngưỡng mộ cô. Cô Mile hôm trước có phát biểu một câu là những điều cô Lý nói là tôi biết hết rồi. Tôi biết hết rồi. Cô nói câu đấy. Tức là những người tuổi như cô ấy là những người đã, mà Khổng Tử nói là đã hiểu hết sự đời ấy. Hiểu hết rồi. Nhưng mà tại sao cô vẫn ngồi đây? Bởi vì có một điều như thế này này. Những cái điều mình biết ấy, mình cần có phải gọi tên nó lên. Và mình đưa nó công thức của cuộc đời cô. Và cô trao cho cái người thế hệ sau khi mà những cái điều cô biết. Thì Viễn Minh là làm như vậy ạ. Tất cả những người ngồi đây ấy, cũng giống như cô Mile là biết hết rồi. Bởi vì thứ nhất là đã đủ tuổi rồi. Cái thứ hai đã được học rất nhiều rồi. Và cái thứ ba là cũng đi tu rồi. Hôm nào Lý sẽ chia sẻ về cái vấn đề đi tu ấy. Có những người thì tu theo đạo Phật, có những người thì đi theo Chúa, đã biết hết rồi. Nhưng mà mình muốn gọi tên nó ra, nó thành công thức, thêm nếm cái gì, nó là một cái công thức để biến một cái phức tạp của đời mình. Nhiều người bảo, trời ơi, cuộc đời cô nó phức tạp lắm. Ủa ôi, cuộc đời cô gian truân lắm. Ôi dồi ôi, đến được như thế này là vất vả lắm. Thế chúng ta thấy rằng là mình hiểu được như vậy. Nhưng vấn đề là mình sẽ gọi tên nó ra, tạo thành công thức nó ra, để mình có một cái bài học để cho học sinh. Thì Lý cũng như vậy, cũng gian truân trong cuộc đời. Bởi vì có gian truân chúng ta mới biết đến con đường. Nếu mà chúng ta mà sung sướng, con đường rộng mở, thì nó sẽ cản trở đến cái con đường thật của vấn đề, tức là con đường giác ngộ đấy ạ. Như vậy là chúng ta gian truân trong cuộc đời, và chúng ta rất may là Lý được Minh Sư chỉ bảo, và Minh Sư chỉ dẫn cho Lý cái con đường để giúp Lý có thể tạo ra những cái có những cái phương pháp, có cái cách mà để đưa được những cái công thức đấy cho học sinh của mình, để học sinh mình hoàn toàn tự tin bước trên con đường của mình. Đấy, thì đấy là cái mà Lý mong muốn và Viên Minh mong muốn. Lý rất là cảm ơn cô nhiều nhé. Và sau đây thì Lý muốn được chia sẻ của cô Kim Dung. Cô Kim Dung đâu rồi? Cô Kim Dung có ngồi trong đây không? Cô Kim Dung ốm mấy ngày nay chưa được khỏe đâu cô Lý ạ. À, cô Dung đang bị ốm đúng không? Vâng. Vâng. Thế, cô Dung đây ạ. Cô Dung đang bị ốm rồi. Chúc cô Dung mau khỏe nhé. Vâng, cảm ơn cô Lý rất nhiều. Bài của cô Lý rất là tuyệt vời. Bài của cô Lý để chúng ta tổng kết lại cái cách sống, cái cách làm việc, cách tư duy. Thật sự là Kim Dung muốn dự ngay từ đầu, nhưng mà đêm qua là không khỏe. Cho nên là Kim Dung xin phép là được dự phần sau thôi. Cảm ơn cô Lý là người mà luôn luôn đi trước đón đầu, và là người chứng kiến tất cả những hoạt động của cô Lý trong gần một năm. Thì Kim Dung thấy được cái tâm huyết, cái năng lượng, cái trách nhiệm và những cái đi trước đón đầu của cô Lý. Thật sự là cảm ơn cô Lý rất nhiều. Còn còn cái tình yêu nữa. Vâng ạ. Nhiều nữa. Xin hỏi chị Kim Dung sao thế? Đầu năm mà đã ổn rồi. Kim Dung đi công tác thì mưa nhiều quá. À, đi miền Trung hả chị? Thế là Kim Dung vừa bị mưa lạnh lại vừa bị đã kịp lây cúm. Vâng, cảm ơn anh Sâm nhiều lắm. Thôi dạ. Chúc mừng năm mới Viên Minh, và chúc mừng năm mới Tổng Giám Đốc cùng các anh các chị, đặc biệt chị Dung sớm hồi phục sức khỏe để tham gia. Ôi, em cảm ơn anh Sâm nhé. Anh Sâm ơi, em muốn giao lưu với anh chút nào. Nói đi. Đây rồi. Em muốn anh có nhận xét gì về cái chương trình của Viên Minh. Tôi vừa bổ sung thêm đấy. Vâng. Chị Dung vừa nói xong tôi có thêm một câu nữa, đấy là tình yêu ấy. Vâng. Tình yêu nghề nghiệp, tình yêu của Viên Minh, của Tổng Giám Đốc đối với cái chương trình này, và tình yêu của Tổng Giám Đốc với các đối tượng
được hưởng thụ cái chương trình này. Thế cô. Đấy. Chị nhờ. Chị Dung nhờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô Lý yêu tất cả các thầy cô. Vâng. Người mà rất là tâm huyết với lại Viên Minh. Chỉ có điều là cũng phải xin lỗi Tổng Giám Đốc với chị Dung với mọi người là em cũng ít được tham gia ấy, từ những buổi sáng nó cũng nhiều, có hôm thì có việc, có hôm cũng phải đi sớm, cũng nhiều, cũng nói chung là cũng không thất thường chứ không tham gia được đều. Hy vọng là sau khi mà hưu rồi thì chắc là sẽ tham gia được nhiều hơn. À chị. Chị. Cái thế này à mời cô Mỹ Lệ ạ. Dạ. Em cảm ơn, bữa nay em mới biết thầy Sâm. Vâng, và qua ý kiến thầy Sâm thì em thấy rất là thú vị, bởi vì nhà thơ Tố Hữu có nói rằng có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau. Vâng, cho nên rồi. Khi thầy nói tới cái từ khóa tình yêu thì em cảm thấy nó cũng trào dâng trong cái ký ức của mình. Nếu không có tình yêu thì mình không làm được cái gì hết. Đúng. Có tình yêu là mình có một cái sức mạnh vô biên. Tình yêu gia đình, yêu xã hội, yêu đất nước mới là chấp nhận hy sinh tất cả để mà cống hiến để đến cái thành quả tốt đẹp. Do đó mà có một cái cao nhân nói một câu là nơi nào có tình yêu thì nơi đó có kho báu. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Mỹ Lệ. Dạ, chúc thầy và chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng yêu thương ạ. Chúc Tổng Giám Đốc, chúc các chị ngày 14/1/2 luôn luôn sức khỏe, tình tràn đầy năng lượng và tình yêu. Vâng, em cảm ơn thầy Sâm. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng là chúng ta đang nhắc đến hai từ khóa tình yêu, đúng không ạ? Vâng. Tình yêu thương ấy. Thế vậy thì chúng ta định nghĩa tình yêu thương là gì? Và thế nào là tình yêu thương chuẩn? Có rất nhiều người yêu con quá nhưng mà lại làm hỏng con ạ. Vậy thì chúng ta phải định nghĩa được tình yêu. Và chúng ta phải tạo ra một cái công thức của tình yêu. Để như là các con của mình ấy, nó áp dụng cái đấy là chuẩn và nó sẽ đúng. Đấy chính là công việc của chúng ta. Đấy. Rồi chúng ta thấy rằng yêu thương là cái gì? Phải định nghĩa rõ nó ra. Và chúng ta cứ quen là nhà khoa học cứ phải cầm nắm vật chất nó ra. Vậy thì cái vật chất yêu thương nó là gì? Và nó cụ thể nó là cái gì? Tức là ta biến ý của chúng tôi là tất cả những cái chúng ta biết hết rồi. Hoặc là ví dụ như trách nhiệm là gì? Đấy. Hoặc là ví dụ như là bao dung là gì? Chúng ta phải cụ thể nó ra. Xong rồi sau đó thì bởi vì ai cũng biết là yêu thương, nhưng mà để con trẻ nó hiểu yêu thương là gì, hoặc là nhiều cha mẹ sau khi yêu thương thì bắt đầu mới nhận ra là đến cuối cuộc đời bảo trời ơi con yêu, tôi yêu con quá là tôi làm hỏng con, đúng không ạ? Thì đấy chính là vấn đề của Viên Minh đấy ạ. Chúng ta thấy hay không ạ? Đấy. Hoặc là ví dụ như là chúng ta nói rất nhiều về là để thành công thì chúng ta phải thế này phải thế kia, và rất nhiều các lớp học nó tổ chức ra và để cho chúng ta đi thành công, họ kéo chúng ta đi sành sạch ấy, hô này rồi đủ thứ này, và mất rất nhiều triệu triệu để đi học, triệu tiền đấy ạ. Thế nhưng mà khi chúng ta phải định nghĩa được thành công là gì và làm như thế nào thì nó thành công, nếu theo đuổi sự thành công ấy thì chưa chắc đã thành công, nhưng theo đuổi cái sự trưởng thành thì chắc chắn là sẽ thành công. Như vậy chúng ta sẽ có những cái mà định nghĩa cụ thể, nó cụ thể ra, nó cụ thể là cái gì, nó là công thức như thế nào, và để người ta dễ hiểu. Con người này phức tạp đấy, học về y học cô Dung phải học bao nhiêu năm, phải học gần 10 năm mới trở thành một người như cô Dung. Thế nhưng mà chỉ cần 10 phút thôi, chúng ta có thể cô đọng lại từ cái phức tạp đấy, nói 10 phút về con người chúng ta phải nói được, nói 10 ngày về con người chúng ta cũng phải nói được, nói 10 năm chúng ta cũng nói về được. Chúng ta hiểu một cách đơn giản thôi. Ví dụ như mình không là bác sĩ, mình làm một cái khác cụ thể và rất là rõ, nghiên cứu 10 năm. Ví dụ như Lý là tiến sĩ về hóa, là nghiên cứu về hóa rất là nhiều, ví dụ như thế. Nhưng về con người mình cũng phải biết, mình không thể học 10 năm được, mà mình phải cần có một cái thời gian ngắn thôi. Ví dụ như là 20 phút, 30 phút là phải hiểu con người là cái gì, để hiểu một cái bức tranh, để sau đó thì mình sẽ làm chủ được cuộc đời của mình. Đấy, Viên Minh là như vậy đấy ạ.
chúng ta đã gần dần vén được cái bức màn của Viên Minh. Vì nhiều người bảo em chả hiểu Viên Minh làm cái gì cả. Chúng ta sẽ nhìn cái con voi to như thế và chúng ta sẽ cụ thể hóa vấn đề, làm siêng, làm rõ cái đó ra. Thế là tự nhiên chúng ta làm chủ cuộc đời của chúng ta. Đấy, không biết yêu như này có đúng không? Rồi thế nào? Sau này chúng ta sẽ cứ mỗi một hôm Lý sẽ đưa những cái chương trình như thế này. Và chúng ta nhớ là những cái chương trình Lý đưa, chúng ta ghi lại và chúng ta sẽ biết cách để chia sẻ cho các học sinh của mình. Và biến tất cả những cái buổi sinh hoạt của các con trở thành cái buổi như này. Mà Lý tin nhé, nếu như giáo viên chủ nhiệm biết chương trình này, cả lớp yêu cô. Nếu như chương trình này hiệu trưởng mà biết ạ, thì cả tất cả giáo viên đều yêu hiệu trưởng hết ạ. Và nếu như một người mẹ biết chương trình này ạ, chắc chắn các con nó sẽ yêu. Yêu lắm mẹ. Và chúng ta sẽ trao giá trị thì chúng ta sẽ nhận được lợi ích rất nhiều. Vì chúng ta sẽ thu hút được vật chất, thu hút được tiền bạc, thu hút được những gì chúng ta muốn. Thì đây chính là những cái chương trình mà ở trường học không dạy ạ. Đấy, trường học không dạy. Đấy, Viên Minh bổ sung cho trường học. Trường học ở chính khóa ấy, và Viên Minh chính là trường học của cuộc đời. Vâng. Lý rất là vâng, cảm ơn tổng giám đốc, cảm ơn các anh chị. Có khi mình xin phép đây, mình chia tay và mình chuẩn bị đi làm rồi. Vâng. Em xin anh Sâm một nửa phút, nửa giây nữa thôi. Vâng, tức vâng. Là chúng ta không cần phải vào trong Zoom và mở đó. Chúng ta ngày nào chúng ta cũng cứ mở Zoom, sau đó chúng ta tắt cam và đi làm và để trên ô tô và chúng ta vẫn nghe được ạ. Vâng, vâng. Thậm chí cô thầy có thể tắt cam và ngủ tiếp không sao ạ. Vâng. Bởi vì nếu mà thầy nghe chương trình này, thầy đúng đến giờ đấy thầy mở cam ạ, như con Lý là mở cái tiếng chuông đấy ạ, là nó mở xong rồi là nó ngủ tiếp, nó lại ghi vào tiềm thức ạ. Khi chúng ta ngủ, chúng ta tiềm thức vẫn học ạ. Đấy, chúng ta đưa vào tiềm thức. Vâng, thôi ạ, thầy có thể đi làm ạ. Chúng ta cứ mở Zoom và chúng ta đóng cam không sao cả. Chúng ta vâng. Cảm ơn. Em cảm ơn thầy. Tổng giám đốc mọi người và mọi người ngày mới bình an và hạnh phúc. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Chúng ta biết đấy, thầy Sâm đang công tác ở cô Dung.